Em Thùy xin chào toàn thể các bác đang theo dõi video của phiên ngày 16 tháng 1. Hôm nay em tiếp tục lên một cái mã hàng để các bác nhà mình siêu tập và vừa trưng Tết vừa làm giống các bác nhé. Nhà mình mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974752162 ạ. Đấy, đầu tiên thì em sẽ mới vừa ghép một cái chậu này cho khách. Thật ra là để với những cái dòng hoa đại các bác ạ, thì các bác nhà mình chỉ cầm ghép cầm những cái chậu này, các bác nhìn thấy rất là xung xuê đúng không ạ? Nhưng mà nó chỉ có 11 bông thôi, tức là nó chỉ có 11 cây thôi. Hoặc các bác nhà mình có thể là ghép từ 3, 5, 7, 9 là các bác đã được một cái chậu lan to đẹp như thế này để chơi rồi. Vì đây nó là một cái mã hàng cây đại hoa to, nên kể cả là nhà mình có ghép ít cây thì nó vẫn rất là xung xuê và đẹp các bác nhé. Đó, đây là em ghép cho khách cái chậu này là 11 cây, rất là đẹp luôn. Và cái dòng riêng, những cái dòng này em bao chơi hoa đến hết tháng riêng luôn cho bác nhà mình. Đó, mình tự ghép được các bác ạ, nó rất là đơn giản thôi, không cần là phải ra tiệm, ra quán để ghép. Như thế thì tiền chi phí nó lên rất là cao. Đấy, đầu tư một ít cái lục, những cái chúc mừng năm mới vào là quá là đẹp luôn các bác ạ. Đó, thì em vẫn chia sẻ cho bác nhà mình những cái dòng hồ điệp để các bác nhà mình về có thể là tự ghép các bác nhá. Nó rất là dễ ghép luôn. Và cái mã này lên chậu nó còn đẹp hơn cả cái dòng này luôn các bác ạ. Đây là dòng cung hỷ phát tài. Nó là một cái bông hồng rất là đẹp. Đó, và hiện tại là cái hoa này thì nó đang còn rất là nhiều nụ luôn các bác ạ. Thường thường ấy, các bác mà ra chỗ tiệm người ta cắm hoa ấy, thì hoa hầu như là nở còn tầm khoảng có 1-2 bông thôi. Nhưng mà đây là còn là 4-5 bông cơ các bác ạ. Nên là nó nở và nó chơi được rất là bền. Riêng cái mã cung hỷ phát tài này em sẽ để là 160.000 một cây. Tức là một cây của nó sẽ như thế này. Cây rất là tươi xanh các bác nhé. Từ cây đến gốc luôn, bộ rễ này tươi xanh nhá, lá của nó cũng cực kỳ là đẹp luôn. Có những con nó bị thế này không vấn đề. Đó, nữa. Các bác mà đi không, à cái này rách lá. Các bác mà mau mà mua đi, các bác đi tặng đi biếu á, nó đẹp lắm. Với giá là 160.000 cho em trên một cây, và các bác nào mà mua cái hàng đại này ấy, thì nhà mình mua cho em từ khoảng là 2 cây trở lên em mới ship các bác nhé, 2 cây trở lên em mới ship ạ. Tiếp theo thì em lên cho bác nhà mình một cái mã, đó là đỏ chốt. Cái mã đỏ chốt thì nó giống với con em đang ghép ở trên chậu rồi. Dòng đỏ chốt này thì nó đang còn nhiều nụ, tức là nó đang còn rất là xum xuê nụ các bác nhé. Đỏ chốt thì vẫn giá là 160.000 cho em trên một cây, 160 trên một cây các bác ạ. Đỏ chốt các bác nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác nhà mình cái dòng, đấy là dòng đỏ ớt. Đỏ ớt thì khuôn bông khá là to, khuôn bông khá là to các bác ạ. Và chung quy là nhìn nó dày dặn lắm. Có một cái đặc điểm của cái đỏ ớt này thì từ thân đến lá của nó rất là giòn. Nên là riêng cái mã đỏ ớt này em sẽ bán là 150.000 cho một cây thôi. Vì đa phần là cái lá của nó bị lỗi và bị rách. Các bác lưu ý đây là hàng vườn nhé. Các bác chơi xong trồng lại sống 100% luôn cho em, ok chưa ạ? Nó đang còn rất là nhiều nụ, nhiều hoa luôn. Các bác nhà mình về trưng thoải mái luôn giúp em nhé. 150.000 cho cái mã đỏ ớt riêng con này này. Lên màu mà nhà bác nào mà to to một tí nó cực kỳ là sang luôn các bác ạ. Đó, bông rất là tươi và bông này em đánh giá là 10 điểm. Vì con này cái cánh của nó căng lắm, cái bông của nó căng lắm các bác ạ. 150.000 cho em trên một cây đỏ ớt các bác nhé. Lưu ý là tất cả những cái báo hồ điệp này là em đều không bao gồm tiền cước vận chuyển. Tiếp theo thì em sang đây là một cái dòng hồ điệp sô-cô-la. Nó là một cái dòng bông rất là đẹp. Ở hồ điệp sô-cô-la thì được cái là đây, cái màu bông của nó quay lên, không biết là quay lên video như thế nào, nhưng mà màu nhìn ở ngoài đời rất là yêu. Và nó cánh của nó dày gấp 3 lần. Cánh của nó dày gấp 3 lần so với những cái loại hồ điệp khác các bác nhá. Nó dày như cánh nhựa luôn. Và cái giá này em chia sẻ là 150.000 cho em trên một gốc. Cái này nó là từ cái lá cũng đẹp lắm. Cái lá của nó rất là đẹp luôn. Hoa dày, lá đẹp, hàng phân nhánh. Hàng của nó sẽ là hàng cốc 2 ngồng. Cốc 2 ngồng giúp em nhé. 150.000 trên một cốc cho em ạ. Đây là sô-cô-la, nó là một cái dòng rất là hiếm. Và nó là cái hàng bán chạy hàng đầu. Nhưng mà cho cô xem ghép được chậu rồi nào. Nó là cái loại bán chạy hàng đầu của cái vườn luôn. Các bác nhà mình khi mà ghép cái dòng này á, thì tầm các bác ghép tầm khoảng 3 cây thì nó mới đẹp được. 150.000 cho em cho một cây nhé. Đây, cái dòng này các bác ghép lên nó sang lắm các bác ạ. Các bác ghép lên nó rất là sang luôn. Em nhìn một cái là em đã ưng luôn rồi các bác ạ. Cánh rất là dày. Con này phải chơi được tầm khoảng 4 tháng luôn. Cái cánh nó dày lắm. Nó
với giá là 150.000 cho em trên một cây các bác ạ, 150. Tiếp theo em sang cái mã bảo bối. Em thề luôn cái mã bảo bối này em bán không biết bao nhiêu rồi. Và các bác nhà mình ấy, này nọ nụ nó đẹp nha. Các bác nhà mình thật ra là đây các bác toàn cứ mua nhà em đây. Đây là một cái chậu lên của nhà em 12 cây. Đây là 12 cây các bác được chung một cái chậu, em nói thật là chơi hết tháng 2 vẫn đang còn rất là nhiều hoa luôn. Đây là một cái mã bảo bối phân cành, ok chưa ạ? Các bác nhìn đi ạ. Đó, giống cây của em chưa? Khách này là mua của nhà em để đi biếu 12 cây. Hôm nay thì em vẫn lên combo cho bác nhà mình là 3 cây nhá, 3 cây, 3 chậu như thế này thì từ từ nó tương đồng với nhau như thế này các bác này. Các bác mua bảo bối của nhà em thì các bác biết rồi. Một cây của nó trung bình nó sẽ rơi vào tầm khoảng 25 đến 30 nụ trên một cốc như thế này. Bảo bối em còn một ít thôi các bác nhé. 350.000 trên 3 cốc. Các bác chỉ cần mua 3 cốc thôi là nhà mình đã có một cái chậu lan nó đẹp tuyệt vời rồi. Ok chưa ạ? Tiếp theo em sao một cái má này nữa. Trời ơi cái má hôm nay nổ đẹp chưa? Trời ơi nổ đẹp quá trời luôn các bác ơi. Cái dòng này nó lại còn rẻ nữa các bác à. 280 trên 3 cốc. Dòng này nó là dòng phân nhánh luôn cho em. Nó cái đẹp nhỉ? Càng ngày nó càng nổ nó càng đẹp đây các bác này. Nó là cái dòng phân nhánh. Nói đến phân nhánh các bác cứ ngỡ là tăng băng ngàn hoa luôn đúng không ạ? Cái dòng này lên chợ cực kỳ là đỉnh luôn. 280.000 cho 3 chậu. 280 cho 3 chậu cho em nhé. Con này cái mã này các bác đọc cho em là mã trắng hấp đỏ. Trắng hấp đỏ luôn giúp em nhá, xung xuê luôn. Đó, trắng hấp đỏ. Tiếp theo ở bên này còn một ít mán tiên hồng thôi các bác ơi. Mán tiên hồng vẫn bán combo là 280.000 cho 3 cây mán tiên hồng. Nở bông rất rất tươi. Siêu bền. Siêu bền. Bông không vặt đi không thôi. Như bông nhựa luôn. Nhiều bền, nhiều nụ lắm. Mán tiên hồng. Đây này. Ôi giời ơi các bác ơi. Đó. Thật ra là em bán hồ điệp nên là sẽ lấy cả hai loại, một là các loại cây vừa, hai là các loại cây đại để cho bác nhà mình có thể là phù hợp ở trong cái không gian diện tích của nhà mình để các bác nhà mình có thể là chọn cây. Em mới ghép thử chậu đây. Cái loại này em mới ghép thử thôi. Dự kiến là tầm khoảng vài hôm nữa nó nở ra mới xung xuê các bác ạ. Đây là mình ghép bên chậu nhưng mà cây nó nhiều nụ thật nhưng mà nó chưa có nở được. Và nó chưa có nở hết được các bác ạ. Đó. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại đó là 0974752462 ạ. Cảm ơn các bác nhà mình đã theo hết video của phiên tối ngày hôm nay ạ.